Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Chúc Phận Linh Đinh của nhà văn Hồ Biểu Chánh, tác phẩm được viết tại Tràng Long năm 1928. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1. Lỡ bước thương người không dám ngó, nhớ lời cảm nghĩa phải làm khuây. Mùa thu vừa qua, mùa đông đã tới. Cỏ đồi xanh ra đỏ, cây rụng lá phơi nhành. Một buổi sớm mai Chủ nhật ở Hải Phòng, bầu trời mù mịt, gió phất lạnh lùng. Mưa phùn phai phái, cảnh thêm buồn. Đường xá bầy lầy đi lắm cẳng. Người đi chợ tay xách giỏ, tay giấu trong vạt áo, bươn bả bước mau cho bớt lạnh. Sắp xa phù mình mặc áo tơi, đầu đội nón lá, nghễu nghến ngoài đường mà rước khách. Đồng hồ gõ 11 giờ. Đường từ chợ xuống bến tàu Thiên Hạ đi dập dìu. Kẻ đi bộ thì choàng áo lạnh, tay che dù. Người đi xa thì ngồi trong muôi, mình phủ bố. Chú thích. Xa tức là xe. Hết chú thích. Đã vậy mà còn có kẻ vác rương mà chạy. Xe chở hàng, bánh lăn rầm rầm chen lấn giành nhau đi trước, làm cho người đi bộ phải nép hai bên lề mà tránh. Tại bến tàu đi Tây, Thiên Hạ lại còn lao nhau lố nhố hơn nữa. Đầu này máy cất hàng lên tàu, quay tiếng rầm rầm. Đầu nọ kẻ khiêng rương lên thang, kêu nhau hè hụi. Trên bờ thì đàn bà bồng con đứng chung với mấy ông già chống gậy. Mỗi người đều trong mắt ngó xuống tàu. Giữa mé sông thì trẻ trai chen lấn với đàn ông, trộn rộn chàng tràng giành nhau đứng trước. Chiếc tàu ở Hải Phòng sửa soạn trở về Tây, nhóm lửa khói lên nghi ngút. Những người giàu sang mua giấy đi Pháp đã đem hành lý xuống rồi, nên ra đứng chống tay lan can mà chơi. Phía trước mũi có mấy trăm lính đã xuống tàu từ hồi sớm mai, nên đứng lóng nhóng ngó lên bờ. Kẻ chỉ chỏ vui cười, người lấy khăn lau nước mắt. Trời càng trưa, Thiên Hạ xuống tàu càng thêm đông. Cách một lát thấy có bốn cái xe kéo chạy xuống nữa. Cái xe đi trước không có ai ngồi, duy chở cái rương lớn, trên nắp có đề nhãn như vậy: Monsieur Lê Hiển Vinh. Cái xe kế đó thì có một người ngồi. Chừng xe ngừng, mở tấm bố phủ, rồi người ấy bước ra, thì thấy một người đàn ông trạc chừng 32 hoặc 35 tuổi, mặt mày sáng láng, bộ tướng gọn gàng, đầu đội nón nỉ màu xám, mình tròn áo mưa màu nu, không rõ mặc áo gì. Nhưng mà thấy lòi hai ống quần ra thì biết y phục toàn bằng nỉ xám. Ai thấy cái rương lớn cũng đều ngó, mà hễ ngó thấy nhãn đề trên nắp rương rồi thì tự nhiên biết người ấy tên là Lê Hiển Vinh. Cái xe tới sau nữa là có một người đàn bà ngồi với một đứa con gái nhỏ chừng 12 tuổi. Người đàn bà này với đứa con nhỏ đều mặc áo lạnh, song y phục tầm thường chứ không phải đồ tốt, mà gương mặt coi không được vui. Còn cái xe sau chót thì một tên gia đình vạm vỡ ngồi. Xe vừa ngừng, nó liền nhảy xuống, rồi lật đật chạy phụ với tên sa phu tới trước đó mà khiêng cái rương đem xuống. Lê Hiển Vinh tay dắt con gái, miệng kêu tên gia đình ấy mà hỏi rằng: Em biết phòng của Hoa không? Dạ con biết. Cái phòng số 7 ông chỉ cho con hồi sớm mai đó phải không? Ừ phải. Em biểu sắp sa phu khiêng rương xuống trước đi, rồi em ở dưới tàu chơi mà coi chừng. Chừng tàu gần chạy qua xuống rồi em sẽ lên. Vâng. Tên trai ấy phụ với hai đứa sa phu khiêng rương lên thang. Đứa con gái mới hỏi Lê Hiển Vinh rằng: Bây giờ mấy giờ đó ba? Lê Hiển Vinh móc đồng hồ trong túi ra coi, rồi đáp rằng: 11:03. Người đàn bà đi chung một lượt hồi nãy đó là Đoàn Thu Vân, vợ của Hiển Vinh, mới bước lại gần mà nói rằng: Tàu 1 giờ mới chạy, nếu vậy thì mình còn nói chuyện chơi được hơn 1 giờ nữa. Lê Hiển Vinh dai lại cười, rồi cúi xuống ôm mặt con mà hôn chục chục và dặn rằng: Ba đi rồi con phải ở nhà ráng mà học, chứ đừng có ham chơi nghe không con. Má con dạy biểu con phải nghe lời, nếu con cứng đầu cứng cổ ba giận không thèm về nhà đó. Con nhỏ nắm tay níu áo cha nó rồi cười nói rằng:
Ba về mau mau nghe không ba? Ba đừng có gạt con với má đã. Ở nhà con ráng học, đặng năm nay con thi lấy bằng sơ học cho ba coi. Lê Hiểm Dình nghe con nói như vậy thì cúi xuống hung nữa, rồi mới dai lại dặn vợ rằng: mình phải nhớ lời dặn nhé. Thế nào mình cũng ở ngoài này chờ tôi, chứ đừng về Sài Gòn. Bởi vì mình về, ông già càng giận thêm chứ không ít gì. Mà mình cũng nhớ hỏi thăm coi chị Hai Thình, chị ý đem con Thu Ba đi đâu. Nếu biết chỗ thì mướn người ta đem nó ra mà nuôi. Phải ráng mà tìm nó, chứ đừng bỏ nó tội nghiệp. Thu Vân nghe mấy lời chồng dặn thì rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào trong cổ, không nói chi được hết. Hiển Dình thấy vợ buồn, không muốn dặn dò chi nữa, bèn kiếm chuyện khác mà nói rằng: chiếc tàu này lớn, đi vững quá. Hồi sớm mai tôi rủ mình xuống coi chơi, mình không chịu đi. Phòng rộng rãi chứ không tủm lẫm như mấy chiếc tàu nhỏ vậy. Thu Vân cứ lặng thinh hoài. Một lát lấy khăn lau nước mắt một lần. Hiển Dình thấy vậy trong lòng đau đớn không biết chừng nào, không dám ngó vợ nhìn con, cứ dai mặt qua phía chiếc tàu, rồi kiếm chuyện khác mà nói nữa rằng: ở ngoài Bắc có thứ mưa phùn khó chịu quá. Mình lạnh không? Nếu có lạnh thì đem con về. Thu Vân lắc đầu rồi nói nhỏ rằng: không lạnh đâu, ở đằng coi tàu chạy chơi. Thu Vân nói ở chơi mà giọng nghe buồn thảm lắm, làm cho Hiểm Dinh chịu không được, muốn kiếm chuyện nói cho vợ con giải buồn, mà sợ nói ra tiếng bẹo bạo rồi vợ con càng buồn thêm nữa, nên đứng chân trần không nói chi được. May lúc ấy tên Sa Phu đem rương lên phòng rồi chở xuống. Hiển Dinh móc túi lấy tiền trả bớt cho ba cái xe, còn một cái thì cầm lại đó đặng cho vợ con về. Hàng hóa đã cất lên tàu hết rồi nên máy không quay nữa. Những người đi đưa bà con, anh em đi Sài Gòn hoặc đi Tây rảnh rang nên đi xuống tới dưới tàu thì lần lần cũng đã trở lên bờ. Hiển Dinh móc đồng hồ ra coi nữa, thấy đã 12 giờ rưỡi rồi, dai lại nói với vợ rằng: gần tới giờ xuống tàu rồi, mẹ con ở nhà mạnh giỏi nhé. Tới đâu tôi gửi thơ tới đó cho mà hay, đừng có buồn. Mình ráng ở nhà chịu cực vài ba năm tôi sẽ về, không hại chi đâu mà sợ. Thu Vân ngó chồng đáp rằng: em cũng chúc anh đi mạnh giỏi. Nàng nói có mấy lời mà nước mắt tuôn như mưa, không nói chi được nữa. Hiển Dình đau đớn quá nên lật đật ôm con hung, rồi bước lại thang đi xuống tàu, không dám ngó mặt vợ. Con nhỏ thấy cha đi lại thấy mẹ khóc. Tuy nó chưa hiểu vợ biệt chồng, cha lìa con đau đớn là thế nào, nhưng nó cũng mũi lòng nên đứng ngó theo cha mà nước mắt tuôn rơi không cầm lại được. Hiển Dình lên khỏi thang rồi đi khuất. Mẹ con Thu Vân ngó hoài mà không thấy nữa. Cách chừng 5 phút, bỗng thấy tên gia đình coi khiên rương xuống hồi nãy bước lại thang mà trở lên bờ. Con nhỏ tên là Thu Cúc lật đật ngoắc tay kêu mà hỏi rằng: ba em đâu mất rồi anh Bảy? Ông còn ở trong phòng. Tàu chưa chạy, sao ba không ra đứng ngoài mà chơi như họ đó, lại ở trong phòng làm chi vậy? Ông cất đồ một chút rồi ông ra. Thu Cúc nghe nói vậy thì mừng, nên trong mắt ngó cái cửa chỗ đầu thang hoài, có ý trông cha ra đứng đó đặng cho mình thấy mặt thêm giây lát nữa. Mưa tuôn lác đác, gió thổi lao sao. Mẹ con Thu Vân mặc áo lạnh, tay che dù mà nước mưa ướt mặt, hơi gió lòng lạnh lẽo. Thu Cúc đứng tựa một bên mẹ mà núp gió, song mắt cứ ngó xuống tàu hoài. Cách một hồi Thu Vân chỉ dưới tàu và trên tầng trên mà nói với con rằng: kìa, ba con kia kìa, con thấy không? Đứng gần ông Tây đội nón nỉ xám đó. Thu Cúc ngó theo tai mẹ, chừng dòm thấy được cha rồi thì mừng rỡ hết sức, nên tay thì ngoắc, còn miệng thì kêu: ba, ba, ba điên mạnh giỏi nghe không ba? Sao ba lên đứng đó? Thu Vân nói rằng: xa quá, con nói ba con không nghe đâu. Phòng của ba con gần chỗ đó nên đứng đó. Thu Cúc đáp rằng: vậy mà nãy giờ con dòm chỗ đầu cầu thang đó hoài chứ. Chỗ đó cửa xuống tàu, phòng của ba con ở tầng trên chứ không phải ở chỗ đó. Đi xích ra ngoài đang gần cầu một chút coi ba có nói chuyện chi không má. Hai mẹ con lần lần đi nới ra gần chiếc tàu. Hiển Dình đứng trên tàu cứ lấy tay quắt hoài chứ không nói chi hết. Thình lình nghe tiếng chuông rung dưới tàu, rồi thấy người ta chen chỗ cái thang giành nhau mà trở lên bờ. Cách chẳng bao lâu, thổi súp lê nghe rền tai rồi mở dây. Tàu quạt máy nghe rầm rầm, hai ống khói thải khói lên đen kịch. Thu Vân với Thu Cúc mắt nhìn Hiển Dinh không dám nháy,
nước mắt chảy có giọt theo gò má rồi hòa với nước mưa. Hiển Dình đứng trên tàu cũng ngó vợ con trân trân, cặp mắt ướt dầm, nhưng sợ vợ con thấy nên không dám lấy khăn lau. Tàu lần lần giang ra giữa sông, mỗi tiếng chân dịch quạt nước nó làm đau đớn Thu Vân, cũng như nó quạt trong gan ruột. Tàu đứng sững ngay giữa sông rồi rề rề chạy tới. Thu Vân ngó theo thì thấy chồng cũng còn đứng chỗ đó mà ngoắt mình. Cô bụng rủng tay chân chịu không nổi nữa nên sập dù dầm mưa để ngó cho dễ. Thu Cúc cũng dầm mưa đứng ngoắt mà kêu ba ôm sòm. Phía sau lưng họ, vợ con của lính xuống đó đưa chồng, đưa cha cũng đều khóc hết thảy. Tàu chạy đã xa rồi, dòm không thấy rõ người ở dưới tàu nữa. Thiên Hạ lần lần kéo nhau đi về. Hai mẹ con Thu Vân che dù ngồi chồm hổm tại đó mà ngó theo hoài, không chịu về với họ. Tàu chạy khuất rồi, Duy còn thấy khói bay xa xa mà thôi. Mà Thu Vân cũng không về, ngồi tại đây mà trí nhớ ở dưới chiếc tàu. Thấy mình đứng tựa một bên chồng, thấy chồng hung con, thấy con níu tay chồng, nghe chồng ở nhà dặn ráng nuôi con, nghe chồng chúc ở nhà mạnh giỏi, nghe biểu đi về kẻo lạnh, thấy chồng đưa tay mà ngoắt mình, tai cứ lóng nghe, mắt cứ ngó thấy hoài, nên đứng dậy mà đi về không được. Thu Cúc thấy Thiên Hạ về hết rồi, Duy còn có một cái xe kéo chờ đó mà thôi, nên ngó mẹ mà nói nhỏ nhỏ rằng: "Thôi đi về má, ba đi rồi, mình còn ở đây làm gì? Mình về nhà chờ ba cũng được mà." Thu Vân nghe tiếng con nói dường như tỉnh giấc mộng, nên vùng đứng dậy rồi dắt con đi lại xe. Đi mới được vài bước, cô ta lại đứng lại, ngó mong phía tàu chạy, lấy khăn lau nước mắt rồi thở ra. Thu Cúc thấy mẹ như thế thì cũng buồn nghiến trong lòng, nên đứng nắm tay mẹ không biểu về nữa. Mẹ con đứng ngó trước mặt thì thấy dưới sông mênh mông dòng nước, trên trời mù mịt dừng mây. Người đã buồn mà cảnh lại thêm buồn. Nước mênh mông đưa khách biệt ly, mây mịt mù che người lưu lạc. Hai mẹ con nhìn cảnh và nhìn nhau mà khóc. Khóc một hồi nữa rồi mới chịu lên xe về. Hiển Dình làm việc tại nhà thương Hải Phòng mấy năm nay, mướn một căn phố trệt tại đường Bonan ở với vợ con. Thu Vân dắt con về đến nhà thì đồng hồ đã gõ 3 giờ. Thằng Bảy về trước phụ với vú già dọn dẹp quét tước trong nhà. Bởi vậy Thu Vân bước vô thì thấy bàn ghế đã sắp đặt chỗ nào để hốc nấy, chứ không còn lộn xộn như mấy bữa trước nữa. Trời lạnh quá nên mẹ con Thu Vân vô nhà rồi thì vú già đóng cửa lại liền. Thu Vân nằm co ro trên ván, biểu vú già đi lấy mền đem ra đắp cho nàng. Thằng Bảy vặn đèn lên rồi đi ra nhà sau. Vú già cũng dắt Thu Cúc ra nhà sau thay quần áo. Thu Vân nằm lim dim, trong trí cứ tưởng tới chồng, thấy chồng đứng dưới tàu, thấy tàu lướt ra khơi rồi bị gió dập sóng dồi, chổng mũi hụp lái, nghiêng qua lắc lại. Một giây lâu cô mở mắt ra nhìn trên bàn viết thì thấy mấy cuốn sách của chồng hay đọc còn sắp trên bàn. Cái ghế ban đêm chồng hay ngồi viết cũng còn để đó. Hình vật còn đây mà nhớ người đi vắng thì chín chiều ruột thắt lả chả dòng châu. Chiều bữa ấy nàng không ăn cơm làm cho Thu Cúc không vui nên cũng không ăn được. Tối lại khí trời càng lạnh hơn lúc ban ngày. Thu Vân đắp mền nằm thiêm thiếp rồi ngủ quên. Chim Bao thấy chồng về dặn rằng: "Mình ở nhà mạnh giỏi, phải ráng mà dạy con. Tôi đi vài ba năm tôi về, đừng có buồn." Đồng hồ gõ 10 giờ làm vỡ tan giấc mộng. Thu Vân thức dậy ngồi suy nghĩ rằng: "Chồng mình vì mình nên phải lướt biển băng ngàn mà lập chút công danh đặng chuộc tội bất hiếu. Khi trước mình cảm cái tình của chồng rất nặng, rồi sau mình mang cái nghĩa của chồng rất dày. Trót hơn 10 năm nay mình chưa hề trả được. Nay chồng mình muốn dạy niềm phụ tử, muốn trọn đạo phu thê nên bước chân ra đi. Chẳng biểu mình làm việc chi khó, Duy dặn mình đừng buồn sầu, phải ráng nuôi con chờ ngày sum hiệp. Nếu mình nằm co mà khóc hoài thì té ra mình trái ý chồng mình lắm. Thương chồng thì phải nghe lời chồng, chớ thương chồng mà trái ý chồng thì thương nổi gì." Thu Vân nghĩ vậy nên lấy khăn lau nước mắt rồi kêu vú già biểu dọn cơm mình ăn. Thu Cúc đang nằm thiêu thiêu ngủ trong buồng, nghe tiếng mẹ nói nên thức dậy chạy ra. Rồi hai mẹ con ăn cơm với nhau cũng như ngày thường, không buồn thảm nữa. Chương 2. Nặng chữ tình thuyền quyên thất tiết, nghiêm gia phong nghịch tử ly hương.
Ông thầy thuốc Lê Hiển Dinh từ biệt vợ con xuống tàu sang Pháp Quốc. Đây là con của ông, cựu hội đồng Lê Hiển Đạt ở Nha Mân thuộc tỉnh Sa Đéc. Ông Lê Hiển Đạt là người tánh tình chân chất, cư xử nghiêm nghị, bình sanh ông làm việc gì thì ông suy xét chín chắn rồi ông mới làm. Mà hễ ông làm thì phải thành tựu được ông mới nghe, chứ ông không chịu dục chạc, vui đâu chút đó như thiên hạ. Khi còn trai, ông hay kén vợ. Mà thiệt ông kén cũng giỏi, nên vợ chồng về ở với nhau tâm đầu ý hiệp, chẳng có đôi lứa nào bằng. Ông cưới vợ 5 năm sau mới sanh Lê Hiển Dinh rồi thôi, chứ không đẻ thêm lần nào nữa. Khi Hiển Dinh được 8 tuổi, bà đau sơ sài ít ngày rồi chết thình lình. Ông lẻ bạn buồn não vô cùng, mà sợ chấp nối không bằng người xưa, nên ông ở một mình nuôi con, không thèm cưới vợ khác. Ông có một đứa con nên ông cưng lắm, nhưng cách cưng con của ông chẳng phải ông muốn vật gì ông cho vật ấy. Con muốn nói sao ông nghe theo vậy như thiên hạ. Ông cưng con mà lại nghiêm nghị với con. Đêm ngày ông chỉ biểu đường ngay nẻo phải cho con. Ông khuyên con phải ráng học cho giỏi, đặng làm vinh hiển tông môn. Bữa nào con nói tiếng chi sai, hay là con học bài quên, thì ông căng nằm dài mà đánh đòn. Dầu ai năn nỉ xin cho mấy đi nữa, ông cũng không dung thứ. Nhờ ông nghiêm trị như vậy nên Lê Hiển Dinh mới 14 tuổi mà thi đậu vào trường lớn Mỹ Tho. Học ở Mỹ Tho mãn 2 năm rồi chàng mới lên trường Sắc Sơ Lúp Lô Ba, tức là Lê Quý Đôn ngày nay. Ở Sài Gòn, ông có quen ông Phán Nguyễn Văn Kim gốc ở Nha Mân, nên ông gửi gắm Hiển Dinh cho ông Phán, đặng mấy bữa chủ nhật Hiển Dinh ra chơi có chỗ ăn chỗ nghỉ. Ông Phán Kinh lại còn quen một thầy cựu thông ngôn tòa án Trà Vinh tên là Đoàn Thanh Bạch, cũng có gửi một đứa cháu gái tên là Đoàn Thu Vân, tuổi cũng sắp xỉ với Lê Hiển Dinh, đang học tại Nhà Trắng. Chủ nhật ông Phán Kim cũng rước ra chơi cho thông thả. Chú thích: Nhà Trắng tức là trường Nhà Trắng, trường nữ do nhà thờ quản lý, cũng gọi là trường Bà Phước, nằm trên đường Cường Để, nay là đường Đinh Tiên Hoàng. Hết chú thích. Vợ chồng ông Phán Kim không có con, nên ông thấy Hiển Dinh tánh tình mềm mỏng, ông thương. Còn bà thấy Thu Vân dung hạnh đoan trang, bà mến. Bởi vậy hễ chủ nhật có hai trẻ ra trường thì ông thường hay dắt Hiển Dinh đi chơi, còn bà ở nhà dạy Thu Vân hoặc giá may hoặc làm bánh. Hiển Dinh với Thu Vân gặp nhau tại nhà ông Phán trong mấy tháng đầu thì hơi bỡ ngỡ. Bởi vậy tuy đến bữa cơm ngồi ăn chung với nhau một mâm, song ai giữ phận nấy, chẳng hề nói chuyện với nhau, mà cũng chẳng hề dám ngó nhau cho chán chường. Vợ chồng ông Phán Kim thấy hai trẻ nhỏ đứa nào tánh nết cũng khích khao, nên hai ông bà chẳng nghi ngại chi hết. Mỗi bữa chủ nhật hai trẻ gặp nhau hoài, cho đến bãi trường đứa nào về xứ nấy mà cũng chưa quen với nhau. Chẳng hiểu trong lúc bãi trường ở nhà hai đứa nó đổi trí thế nào, mà đến chừng khai trường chúng nó trở lên Sài Gòn gặp nhau lần đầu thì Thu Vân lại chào Hiển Dinh và hỏi thăm bác dưới nhà mạnh giỏi hay không. Còn Hiển Dinh mừng rỡ thuật chuyện đi đường thấy tàu đụng ghe chìm cho Thu Vân nghe. Hai đàn không bỡ ngỡ kiên dè như trước. Từ đó về sau, Hiển Dinh và Thu Vân quen với nhau, rồi mỗi bữa chủ nhật gặp nhau, khi thì Thu Vân cậy Hiển Dinh cắt nghĩa bài giùm cho cô làm, khi thì Hiển Dinh cậy Thu Vân kết nút áo của chàng. Song hai đàn cũng giữ gìn nghiêm nghị, đáng việc nói mới nói, phải chỗ cười mới cười, chứ chẳng bao giờ có tiếng lả lời hoặc có mồi bất chánh. Nhưng nếu ai để ý rình coi thì ắt sẽ thấy bữa nào Hiển Dinh ra nhà ông Phán trước mà Thu Vân chưa ra thì chàng không chịu thay đổi quần áo. Chàng cứ ra ở trước cửa, dòm chừng hễ thấy dạng Thu Vân ngồi sẽ kéo gần tới thì mặt mày chàng tươi rói. Có khi ở nhà ông Phán, chàng nằm dưới ghế đọc sách, nàng ngồi trên ván thêu khăn. Một lát chàng che sách rồi liếc ngó trộm nàng. Một lát nàng ngước mắt ngó ra đường, mà mỗi lần ngó ra đường thì nàng đều ngó chàng. Nhiều lúc hai mắt gặp nhau thì cả hai đều ra chỗ khác coi có mồi thẹn thùa e lệ. Người thông hiểu tâm lý ái tình thấy cử chỉ của hai trẻ như vậy thì biết ngay rõ ràng lòng dạ của chúng. Nhưng vì vợ chồng ông Phán và cả lại vô ý nên không dè việc chi hết. Tuy vậy hai trẻ dầu thương nhau thì thương trộm, dầu nhớ nhau thì nhớ thầm, chứ cũng chưa tỏ tình với nhau bao giờ. Hiển Dinh học trường Sắc Sơ Lúp Lô Ba đã 2 năm rồi, thi đậu lãnh bằng tốt nghiệp. Chàng chở rương ra nhà ông Phán Kim sửa soạn mà về, lại gặp Thu Vân cũng đem rương ra đó.
Vợ chồng ông Phán nghe Hiển Vinh thi đậu mừng rỡ lăng xăng. Thu Vân nghe tin nàng cũng vui mừng. Xong nàng ngồi mà ngó Hiển Vinh chứ nàng không nói chi hết. Ông Phán hỏi Hiển Vinh thi đậu rồi tính đi làm thông ngôn, ký lục hay làm thầy giáo. Chàng tỏ rằng cha của chàng đã nhất định, hãy chàng thi đậu rồi thì phải ra Hà Nội học trường thuốc thêm 4 năm nữa, chứ không chịu cho làm việc liền. Thu Vân nghe nói như vậy chúm chím cười, coi bộ nàng đắc ý lắm. Sáng bữa sau, Hiển Vinh chở Rương ra xe lửa mà về. Thu Vân cũng về cùng một ngày. Xong nàng để chàng đi rồi nàng mới đi sau. Ra tới nhà ga, hai đàn gặp nhau. Tuy không hẹn trước mà Hiển Vinh cũng không lấy làm lạ. Thu Vân mượn Hiển Vinh mua giấy xe lửa giùm, rồi hai trẻ mới dắt lên xe lửa. Mỗi người ngồi một cái băng đâu mặt với nhau. Từ khi lên xe cho tới lúc xe lửa chạy, hai trẻ ít nói chuyện với nhau, mà có nói thì nói chuyện qua loa chứ không nói chuyện cao xa. Xe chạy xuống tới bến Lức rồi liệt máy không chạy được nữa. Thầy xếp ga phải đánh dây thép về Sài Gòn đặng kêu đầu máy khác xuống kéo. Trong lúc xe nằm chờ, hành khách ngồi gần hai trẻ đều xuống đất đi chơi. Hiển Vinh với Thu Vân ngồi trên xe mới hỏi thăm việc nhà nhau. Chừng ấy Thu Vân mới hay Hiển Vinh là con của ông Lê Hiển Đạt, lúc đó đương làm nghị viên hội đồng quản hạt, nhà ở Nha Mân, có một cái lò gạch lớn, bán gạch ngói mỗi năm lời 3-4 ngàn đồng, lại có ruộng đất nhiều, mỗi năm quê lợi tới 5-6 ngàn giả lúa. Mà cũng chừng ấy Hiển Vinh mới hay Thu Vân là con ông Đoàn Thu Long ở Tiểu Cần, thuộc tỉnh Trà Vinh. Cha mẹ nàng đã khuất sớm, có để lại cho nàng 2 ngàn đồng bạc. Chú của nàng là Đoàn Thanh Bạch, cựu thông ngôn tòa án, ở tại Ba Xe, lãnh bạc giữ giùm và đem nàng về nuôi. Dạ, chú của nàng giàu lớn, có 5 người con trai mà không có con gái, nên vợ chồng ông cưng nàng, nuôi nàng làm con, cho nàng đi học. Thường nói ngày sau cũng chia cho nàng một phần ăn như mấy đứa con trai vậy. Xe lửa ráp đầu khác, chạy xuống tới Mỹ Tho thì 10 giờ 30 rồi. Tàu Sa Đéc còn đậu chờ hành khách, còn tàu Trà Vinh thì đã chạy trước từ bao giờ rồi. Thu Vân lấy làm bối rối không biết liệu lẽ nào. Hiển Vinh nghĩ nàng là phận gái, để nàng bơ vơ một mình tại Mỹ Tho tội nghiệp, nên chàng còn bần dùng thì tàu Sa Đéc mở dây chạy tuốt. Hai trẻ cùng thế phải vô khách sạn mướn mỗi đứa một căn phòng mà nghỉ, chờ sáng bữa sau rồi sẽ hay. Hiển Vinh là trai có tài, Thu Vân là gái có sắc. Hai đàn gần 2 năm tuy không nói ra, song đã vấn vít mối tình trong lòng rồi. Hôm nay gần gũi nhau nơi xứ lạ, không ai biết mình là ai, ăn chung với nhau không dễ giữ nết dằn lòng cho đặng. Bởi vậy nhân cái cảnh ngộ ấy mà bày tỏ ý với nhau, rồi trong khoảng đêm vắng canh khuya mới chỉ non thề biển, đón gió rước mưa. Đến sáng bữa sau, lúc dắt nhau xuống tàu, kẻ đi Sa Đéc, kẻ về Trà Vinh, thì cả hai đều bệnh rịnh bâng khuâng, dường như không muốn chia lìa nhau vậy. Đến lúc khai trường, Hiển Vinh lên Sài Gòn trước đặng lấy giấy tàu ra Hà Nội học trường thuốc. Bởi vậy chàng không gặp mặt Thu Vân được. Chừng Thu Vân lên tới nhà ông Phán, nghe bà Phán nói Hiển Vinh đã đi Hà Nội cách nửa tháng trước rồi, thì nàng buồn giàu giàu. Hiển Vinh ra bắt việc mà học, hễ trí rảnh rang thì thường nhớ gương mặt, bàn tay, giọng cười, tiếng nói, bộ đứng tướng đi của Thu Vân hoài. Chàng thường ước nguyện thi đậu thầy thuốc rồi thì chàng sẽ thưa với cha đặng đi cưới Thu Vân cho chàng. Dầu có chỗ nào giàu có, xinh đẹp hơn nữa, chàng cũng không màng. Chàng học được hơn 3 tháng. Bữa nọ chàng tiếp được thơ của Thu Vân. Chàng đọc thơ mà nước mắt nhỏ giọt, mồ hôi ướt đẫm. Vì trong thơ Thu Vân khóc và tỏ cho chàng biết rằng nàng đã có thai hơn 5 tháng, và nàng quyết tự vẫn mà chết, đặng khỏi nhục tông môn, khỏi bị chú rầy, và khỏi hổ ngươi với thiên hạ. Hiển Vinh tuy khóc mà chàng không thèm suy nghĩ chi hết. Chàng đọc thơ rồi liền lấy giấy viết trả lời cho nàng. Chàng xin nàng tha lỗi, chàng đã ép liễu nài qua hôm nọ, nên ngày nay nàng phải sủ tiếc ô danh. Chàng thề với nàng rằng thế nào chàng cũng rửa danh dự cho nàng, thế nào chàng cũng làm cha đứa nhỏ trong bụng. Chàng hứa với nàng rằng chàng sẽ viết thơ cho cha, xin cha xuống Sa Đéc tỏ thiệp với ông Đoàn Thanh Bạch rồi xin cưới nàng cho chàng. Chàng lại dặn nàng phải bỏ trường ra nhà ông Phán Kim, tỏ thiệp cho ông bà Phán biết, rồi xin ở lại đó mà chờ tin tức. Chàng viết thơ cho nàng rồi, chàng viết luôn cho cha và cho ông Phán Kim mỗi người một bức thơ y như lời chàng hứa với nàng. Cách hơn 1 tháng, chàng tiếp được thơ của nàng, nói rằng nàng đã ra ở tại nhà ông Phán Kim rồi. Vợ chồng ông Phán cũng thương thân nàng
nên chẳng có lời nặng nhẹ chi hết. Cách hơn một tháng nữa, chàng tiếp được một bức thơ khác của nàng, tỏ rằng chẳng biết cha của chàng có nói gì hay không, mà chú thím của nàng lên kiếm nàng, rồi đánh chửi và cấm tuyệt đối không cho về nhà nữa. Chú thím nàng lại liện 2.000 đồng bạc của cha nàng hồi trước mà trả lại cho nàng. Mỗi lần được thơ nàng thì Hiểm Vinh trả lời liền, và lần nào viết thơ cho nàng, chàng cũng thề thốt sẽ làm cho vẹn vẽ phận nam nhi. Dầu thế nào, chàng cũng cứu chữa danh dự của nàng. Chàng khuyên nàng phải ráng chịu hổ người ít tháng, đợi bãi trường chàng về rồi sẽ hay. Chàng trông thơ của cha hết sức, mà từ ngày chàng tỏ việc thu dân thì chàng không được bức thơ nào nữa hết. Duy chỉ có mỗi tháng chàng được một cái măng đa 10 đồng bạc mà thôi. Chú thích: măng đa tức là một loại chi phiếu gửi đường bưu điện, hay còn gọi là bưu phiếu. Hết chú thích. Còn vài tháng nữa bãi trường thì chàng được tin nàng đã sanh một đứa con gái tại nhà Bảo Sanh Chợ Lớn. Nàng đặt tên đứa nhỏ là Thu Ba. Cách ít ngày chàng được thơ của nàng, nói nàng bệnh nên không có sữa cho con bú, nàng phải mướn vú nuôi con. Người ta thường nói ngày qua tháng lại như thoi đưa, mà Hiển Vinh trong gần hụt hơi mới tới bãi trường. Tàu vừa ghé bến Sài Gòn thì chàng lên xe chạy riết qua nhà ông Phán Kim. Vợ chồng ông Phán Kim thì mừng rỡ, còn Hiển Vinh với Thu Vân thì người đứng dựa trên bàn, người ngồi trên góc dáng mặt khóc. Bi lụy một hồi rồi mới chịu lo tính. Hiển Vinh bước lại bồng con mà hung. Bà Phán thấy vậy mũi lòng nên bà ứa nước mắt. Hiển Vinh bồng con ngồi trên ghế và nói với Thu Vân trước mặt vợ chồng ông Phán rằng: tôi vẫn biết cha tôi nghiêm nghị lắm, hễ tôi làm việc chi trái đạo nghĩa thì không khi nào cha tôi dung thứ. Tôi về đây chắc là bị đòn. Tuy vậy mà việc tôi làm thì tôi chịu. Thà tôi chết chứ tôi thề quyết chẳng khi nào để cho người đàn bà vì tôi mà sủ tiếc ô danh. Qua nói đây có ông Phán bà Phán làm chứng cho Qua. Dầu thế nào Qua cũng phải chuộc cái lỗi của Qua. Qua là người có học, không lẽ Qua khiếp nhược đến nỗi để cho phận em có con mà không chồng. Còn con Thu Ba có mẹ mà không cha đâu. Thu Vân ngồi cúi đầu mà khóc không nói chi hết. Hiển Vinh về nhà vừa bước vô tới cửa thì ông Lê Hiển Đạt rút roi rượt đánh chửi ôm sòm rằng: mày là quân mèo đàn chó điếm thì ra ngoài chợ ở, không được phép vô nhà tao nữa. Cái giọng của tao không có nhơ nhuốc như mày, mày đừng có về đây mà lấy tiếng xấu cho tao. Hiển Vinh khóc lại cha chừng nào, cha chàng càng đánh thêm chừng nấy, nên chàng muốn nói mà không nói được tiếng chi hết. Ông đuổi xô chàng ra ngoài đường rồi đóng cửa lại không cho chàng vô. Chàng cùng thế phải đi lại nhà quen ở gần mà ở đậu. Người lối sớm ai thấy tánh ông hội đồng Đạt gắt gao cũng phiền, rồi thấy thân Hiển Vinh bối rối cũng thương. Bởi vậy có người lại nhà ông hội đồng mà năn nỉ ông, nói rằng bắt bẻ đánh con sao đành, việc đã lỡ ra rồi còn rầy rà chi nữa. Khi không mà có dâu có cháu nội vậy cũng là có phước, chớ chấp kinh quá thì phải rẽ đôi lứa của trẻ nhỏ, dường ấy cũng tội nghiệp cho chúng nó lắm. Người ta nói như vậy thì đúng lý, nhưng vì tánh của ông hội đồng không như tánh người khác. Bởi vậy ông cự hẳn không chịu nghe. Ông nói quyết rằng Hiển Vinh ngày nào còn học thì ông còn cho tiền hoài, xong ông nhất định dứt tình cha con. Hễ ông còn sống thì ông cấm tuyệt không cho Hiển Vinh thấy mặt ông nữa. Hiển Vinh cậy đủ mặt băng bối của ông nói giùm, mà ông cũng không siêu lòng. Chàng lấy làm bối rối ưu phiền, một bên là thảo thân, một bên là danh dự chàng không biết liệu lẽ nào. Chàng suy nghĩ mấy ngày rồi rơi nước mắt mà trở lên Sài Gòn, thuật việc nhà cho ông Phán với Thu Vân nghe. Thu Vân đau lòng hết sức, song nàng giả vui cứ theo khuyên chàng, chẳng nên vì nàng mà lỗi đạo làm con. Nàng nói rằng phận nàng côi cút, giàu xấu hay tốt, hay là chết sống cũng chẳng quan hệ chi, chứ phận chàng có một cha già, nếu làm trái ý cha thì tội ắt lớn lắm. Hiển Vinh đáp rằng đã biết làm con mà nghịch cha thì là trọng tội, nhưng bây giờ cha đã giận rồi, cha đã cấm tuyệt không cho thấy mặt nữa, vậy thì chàng phải nhắm mắt đưa chân mà bước trong đường đời, để coi tạo quá khiến thân phận chàng ra thế nào, chứ chàng không thể nào lìa nàng và con Thu Ba được. Tối lại ông bà Phán ngủ hết, chị vú tên là Hai Thình dỗ con Thu Ba ngủ trong buồng. Hiển Vinh với Thu Vân nằm trên bộ ván phía trước nói chuyện với nhau. Chàng tính đem nàng ra bắt việc mà ở với chàng, còn nàng thì cứ khuyên chàng phải bỏ mẹ con nàng, đặng khỏi nghịch ý cha nữa. Nói chuyện đến khuya, chàng mòn mỏi ngủ quên. Nàng lén ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài. Chàng nghe cửa mở một cái kẹt, lật đật ngóc đầu mà dòm.
Chàng thấy nàng đứng dưới gốc me, rút sợi dây lưng ra ngậm miệng, rồi nhắm nhía muốn leo lên cây me. Chàng biết nàng tính tự vận nên lật đật xô cửa chạy ra. Nàng thấy việc đã lậu rồi nên đứng khựng mặt khóc. Chàng hỏi nàng muốn làm việc gì vậy. Nàng khóc tỏ thiệt rằng muốn chết phước cho rồi, đặng chàng khỏi mang tội thất hiếu. Hiển Vinh đứng vịn vai nàng mà khóc. Chàng biết lòng dạ nàng chừng nào, càng kính trọng nàng chừng ấy. Chàng phải khuyên nàng hết sức, nàng mới bỏ không tính chuyện tự vận nữa. Lụi hụi không bao lâu kế tới ngày khai trường, Hiển Vinh sửa soạn đem vợ con đi ra Bắc. Chị Hai Thình cũng sẵn lòng đi theo Thu Vân. Nhờ có 2.000 đồng bạc của chú nàng trả lại đó nên nàng khỏi đói lạnh. Giấy tàu mua xong rồi thì con Thu Ba lại đau ban nên xuống tàu không tiện. Thu Vân tính ở lại chờ con Mạnh rồi mẹ con sẽ ra sau. Hiển Vinh sợ nàng ở lại buồn rầu rồi nàng tự giận nữa nên chàng không chịu, cứ nài nỉ biểu nàng phải đi một lượt. Vợ chồng ông Phán chịu lãnh chị Víu với con Thu Ba. Chừng nào con Thu Ba mạnh rồi ông sẽ mua giấy tàu giùm cho chị Víu đem ra sau. Hiển Vinh gửi bạc lại cho ông Phán, rồi vợ chồng từ giả con xuống tàu ra Bắc. Chàng tới Hà Nội rồi đánh dây thép cho ông Phán, hỏi thăm con Thu Ba đã mạnh hay chưa. Ông Phán trả lời nó đã mạnh rồi, có lẽ kỳ tàu sau ra được. Đến kỳ tàu sau, Hiển Vinh xuống Hải Phòng đón rước thì không có chị Víu. Chàng đánh dây thép hỏi ông Phán thì ông không trả lời. Chàng nóng nảy, lớp đánh dây thép, lớp gửi thơ, đón 2-3 kỳ tàu mà không thấy chi hết. Hiển Vinh viết thơ cho người bạn học cũ, cậy lại nhà ông Phán Kim hỏi thăm giùm. Cách ít ngày người ấy trả lời nói rằng vợ chồng ông Phán trong 3 ngày mà chết hết, còn chị Víu không biết đâu. Vợ chồng Hiển Vinh khóc mà chịu. Đến bãi trường, Hiển Vinh để Thu Vân ở lại Hà Nội, con chàng về Sài Gòn trước thăm cha, sau tìm con luôn thể. Chàng tìm con không được mà cũng không thể về nhà cha được. Chàng trở ra, vợ chồng rất buồn. May trong ít tháng sau Thu Vân sanh được một đứa con gái nữa, đặt tên là Thu Cúc, nên vợ chồng mới khuây lãng được chút đỉnh. Hiển Vinh mỗi tháng đều được một cái măng đa 10 đồng bạc. Mỗi tháng chàng đều có viết thơ về thăm cha, song chẳng hề được thơ của cha bao giờ. Khi học đủ 4 năm thì đậu thầy thuốc rồi, Hiển Vinh về thăm cha. Tưởng cha đã nguôi ngoai hết giận, chẳng dè về đến nhà cha lại đánh đuổi nữa. Hiển Vinh buồn ý trở ra Hà Nội xin bổ làm thầy thuốc ngoại Bắc, rồi vợ chồng hẫm hút ở nơi xứ người, không dám léo về Nam nữa. Đến năm 1917, con Thu Cúc được 12 tuổi. Bề trên mới sai Hiển Vinh đi qua Pháp giúp trong mấy dưỡng đường trị bệnh cho lính và thợ. Hiển Vinh dụ dự không muốn đi. Thu Vân khuyên chồng thừa dịp ấy qua Pháp Quốc học thêm, lấy cho được bằng bác sĩ. May ra cha vui lòng, hết giận hờn nữa. Hiển Vinh nghĩ vợ có vốn liếng dài nhàn, dẫu mình có đi vợ ở nhà cũng chẳng hại gì, nên chàng mới chịu đi, quyết lập công danh đặng chuộc tội bất thiếu. Bởi duyên cớ như vậy nên mẹ con Thu Vân mới đưa Hiển Vinh xuống chiếc tàu Hải Phòng mà đi tay đó. Hết tập 1, còn tiếp.